Anh sẽ giải quyết luôn nhanh đi chỗ này nhá. Đấy, nhìn nhìn thấy màn hình của anh chưa? Nói chung là phần này cực kỳ quan trọng, bởi vì nó đi thẳng vào chi tiết luôn, nó không có vòng vo như kiểu mấy cái thằng trước. Đấy, bây giờ như thế này anh sẽ nhờ vào những cái này anh chuẩn bị sẵn rồi. Đây là tiếp cận giao dịch đảo chiều, đây là giao dịch đảo chiều là nhờ phát hiện cá mập. Tức là trước khi mà cân nhắc bất kỳ một cái thiết lập giao dịch đảo chiều nào ấy. À, Phương này, Phương tắt mic nhá. Ok rồi, ok, tắt mic đi, tắt mic đi, rồi anh nói qua cái chỗ này, tại vì lý thuyết thì anh cũng phải nói, thì lát anh sẽ giải thích luôn. Tức là thanh nến với volume tăng đột biến mà giống như hôm trước ấy. Bây giờ anh nói cái phần lý thuyết trước, lát anh nhìn vô cái biểu đồ luôn. Cái thanh nến tăng đột biến tại vùng cực trị của chúng à, đây, alo Giang Tà. Ok rồi, rồi vô luôn nhé. Tức là bọn em nhìn cái thanh nến ấy mà nó tăng đột biến, nhưng mà đừng có vào liền, bởi vì tăng đột biến ví dụ như lát anh sẽ chỉ vô cái đó sau. Nếu mà xu hướng vượt qua cái nến volume mà tăng vọt ấy không dừng lại thì là có thể nó xếp đảo chiều, nó xác nhận trước chứ không phải là vào lệnh cái lúc đó. Cho nên là nhiều người vào lệnh sai ở chỗ là khi mà có một cái volume tăng đột biến là vào luôn là không được, cái đó là sai. Bởi vì khi mà có tăng đột biến ấy là cá mập nó vào trước, có nghĩa là nó chuẩn bị nó, nhưng mà trước khi nó cho mày ví dụ nó đang một hướng tăng đúng không, sau đó nó cho xuống giảm thì nó sẽ dụ, nó sẽ cho tăng lên trước rồi sau đó nó mới cho đảo chiều xuống, chứ không phải là có một cái nến gọi là với là cái volume nó cực lớn ấy mà mình vào luôn ngay ở cái đó sell luôn. Bởi vì nếu mà vào luôn ấy nó hay bị hớ ở chỗ là nó phải tăng lên trước rồi gọi là gồng lỗ trước, nhiều người không kịp ấy, là không kịp gồng được mà chờ được ấy, là coi như là chấp nhận lỗ và cắt trước sau đó nó mới giảm. Đó là cái sai của nhiều người nhé. Xác nhận đảo chiều là không phải tất cả lần volume tăng đột biến đều là dẫn đến đảo chiều đâu. Đây là lý do tại sao bạn cần nhớ rằng chứng nhận để hỗ trợ tỷ lệ thắng, chứ không phải nhìn vô cái nến đó với là nhìn cái volume ấy mà vào lệnh luôn. Tức là mình sẽ nhìn cái thanh volume đó lớn đột biến để mình xác nhận, à, và mình phải xem thử là cái phe nào, cái phe cá mập đó, nhưng mà cá mập đó đang buy đang cho hay là sell. Lát nữa anh sẽ chỉ cho cái chỗ này. Đây là ví dụ tìm điểm cá mập này, tìm kiếm mà cá mập nhá, tìm kiếm cá mập. Ví dụ này, cái hình này thì anh sẽ zoom to lên một tí, zoom to một tí nhá. Đây là cái hình này khá quan trọng. Tất nhiên là tiếng Anh thì lát nữa anh sẽ giải thích chỗ này. Bạn em nhìn này. Đấy, tức là giả sử đây là khung 5 phút hoặc khung 15 phút đi, khung 5 phút đi, giá nó đang giảm như vậy đúng không? Đấy, có thậm chí có đoạn gap thì nó giảm đến đây thôi. Đoạn gap nhiều người chỉ có ăn tại cái lúc đó thôi nhá. Ăn tại cái lúc đến đây thôi, nhưng mà đừng có kỳ vọng quá mà đoạn gap này mà tất tay là chết, bởi vì trước đó nó đã giảm sâu rồi. Nó gap thêm một tí nữa thì mình cũng đặt. Nhưng mà nếu mà bọn em mà đang thấy mà xu hướng nó giảm vậy này, xu hướng đang giảm vậy này mà không biết vào chỗ nào, vậy sell luôn ấy thì dễ dính bẫy. Bẫy có nghĩa là không biết nó có thể bật lên bất cứ khi nào. Cho nên lỡ mà khi mà vào giữa giữa chừng thì thế này này, không nên vào. Bởi vì khi mà nó đã giảm rồi thì đừng có vào mà sell nữa. Cho nên mình tìm một cái điểm vào lệnh gì để mà tìm điểm đảo chiều. Đấy, bằng cách như thế này. Thứ nhất, bọn em nhìn thấy cái volume ở đây này, nó báo hiệu ấy mà là có ai, à, đây này, Lê Văn Tài. Ok này, bây giờ anh sẽ giải thích cái chỗ này hơn chút xíu nha. Các thanh giá liên tiếp này, các thanh giá liên tiếp kéo này, alo chào Tài nhá. Các thanh ở đây nữa, nguyên nữa, các thanh giá liên tiếp bị đẩy này, đẩy đến các đáy mới này. Đấy, ví dụ như cái chỗ này nhá, còn em thấy cái volume này nó xác nhận thôi là, à, chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị nó có cái sự đột biến ở đây rồi, nhưng mình không buy liền ở đây đâu. Mình buy liền ở đây thôi, thì buy liền ở đây thì có thể nó giảm nữa, cho nên là nó bị sai ở chỗ là alo ta 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 tắt mic đi nhá. Ai nhỉ, rồi anh tắt mic rồi. Bọn em nhìn chút kỹ cái hình này cực kỳ quan trọng. Cái số 1 này, các thanh giá liên tiếp bị đẩy lên các đáy mới của xu hướng volume tăng vọt, khi đó những người bán tháo gặp phải một loạt các lệnh buy limit. Có nghĩa là gì? Trước đó là nó giảm rồi đúng không? Nhưng có một cái đại bộ phận này, của cái phe buy
trước đó nó đặt ba limit ở đây rồi, cho nên là nó hấp thụ giá mà mày vừa bán xong tao mua luôn, đó là nó đặt lệnh buy limit ở đây thì nó sẽ nằm ở đây này, cho nên đấy là volume ở đây nó rất là tăng đột biến đấy. Khi đó này những người bán tháo gặp phải một loạt các lệnh buy limit, những lệnh chờ mua này đã hình thành một vùng cầu ngăn chặn xuống giảm, thì bọn em nó thấy không, đến đây là nó không giảm được nữa đấy, nó tăng lên sau đó nó giảm ở đây, và cái chỗ này này là cái hỗ trợ nhá, cái vùng trũng này, này hỗ trợ. Nếu mà có một cái thanh volume với là thanh volume đột biến đấy, chờ đây thì bọn em sẽ nhìn ra một cái gọi là cái gì, một cái vùng trũng ấy đấy, chờ chờ nó tăng lên rồi sau đó nó giảm, chờ một cái đáy tiếp theo. Cái đáy này có thể là nó có thể là nó về đến đây này, nó không có đẹp như vậy đâu, có thể cái đáy này nó thấp hơn cái đáy này nữa này, nó về đến đây thì nó mới hồi lên, thì mình không phải vào lệnh ngay ở chỗ này mà mình chờ nó tăng lên và nó hồi về đấy, thì nó sẽ có xác nhận tiếp một cái volume tiếp này. Đây là phe bài này đấy, bài lê mịt đấy, cái chỗ này nó đang gọi là bên bên ấy gọi là cây cây level đấy. Đấy, cái chỗ này có nghĩa là thị trường, có nghĩa là đám đông hoặc là một cái bộ phận cá mập nó đã đặt buy limit ở đây. Hiểu không? Buy à, để anh tắt cái thằng Zalo này đã nhá. Cái thằng này. Rồi ok ha. Cho nên khi mà mình nhìn cái volume này này là mình đã xác nhận à cá mập hoặc là một cái đại bộ phận cái khối lượng mình mua vào rất là mạnh ấy ở đây, chứ không phải là mình vào lệnh ở đây ngay lúc này, hiểu không? Nếu mà vào lệnh đây sẽ bị hớ này bọn em, nó sẽ giảm xuống này, thậm chí là nhiều người vào lệnh ở đây nó bị hớ xuống, thay vì mình chờ đây, chờ cái vùng này, đây là cái vùng giá đi ngang hoặc là kênh giá ấy, hãy chờ một cái lệnh tiếp theo, đó là một cái volume tăng ở đây tiếp. Thì ở đây ta nếu mà có nhìn cái thân cái râu nến ở dưới này này là xác nhận của phe bay đấy, ở đây nữa râu nến ở dưới nhá, volume tăng thì là cái này là xác nhận cho cái này nhá, cái này vào ở đây thì càng đẹp nhưng mà đa số nó vào ở đây cũng được, mà không nên vào ở đây. Ok ha, tiếp tục này, câu số 2 này, câu số 2 này là đây này, số 2 nhá. Mặc dù mô hình volume đầy hứa hẹn nhưng mà vẫn còn khá sớm, nhớ này, nhìn là đọc cho kỹ này, còn khá sớm để bắt đầu giao dịch đảo chiều. Tuy vậy, lực đẩy này đã đưa ra một cái xác nhận tuyệt vời về khả năng tăng giá của thị trường. Cái này là chỉ là xác nhận thôi. Đa số nhiều người bị nhầm ở chỗ là nhìn cái này bập luôn. Thế đó là bị trễ mất rồi. Thấy không? Bởi vì nó đã bật lên rồi nhưng mà nó không kịp. Vào đây thì cũng được nhưng mà đến đây tắt tắt đây luôn rồi, nhưng mà không có bắt được cái sóng sóng bự hơn. Thay vì scalping ở đây ấy, thì ăn ngắn được thôi. Anh có thể là ví dụ anh có thể đặt ở đây, sau đó anh chốt, sau đó chờ về anh đặt tiếp, đặt thì mới nhìn cái volume đây đặt lên cao lên đặt tiếp đấy, thì đừng đừng có vội sớm. Đa số vội sớm là gì, nếu mà muốn sớm ấy thì hãy đặt ví dụ như tài khoản là 300 thì đặt 0,05 trước, đặt một lệnh đây 0,05 chờ nó hồi về kệ nó đi rồi đặt tăng lên 0,1 tiếp hoặc là 0,05 đấy. Chứ nếu mà mình mà đặt 0,02 đây rồi vốn đâu có nữa mà để vào lệnh cân lệnh đấy, cho nên là nếu mà cảm thấy nó đang tăng tiếp ấy thì bọn em đúc thêm một cái lệnh cho anh nữa, người ta gọi là cái gì nhỉ, chứ không phải là đánh một lệnh hai lệnh để cân. Một lệnh thứ nhất là nhỏ hơn cái lệnh trước, cái lệnh đầu nó sẽ nhỏ hơn cái lệnh sau, cái lót ấy. Ví dụ như thay vì mình chia ra mình đánh 0,01 0,10 thì mình chia ra 0,05 lệnh đầu, sau đó cái lệnh thứ hai ấy mình đánh 0,05 tiếp hoặc là 0,1. Còn nếu mà đúng nữa đấy thì mình sẽ đánh được là 0,1 luôn. Đấy. Chứ đừng bao giờ đặt 0,1 đầu tiên, bởi vì cái lệnh đầu tiên chắc chắn xác suất nó sẽ sai. Nó không có đấy đâu. Cái hình chữ 3 này đã có dự đoán trước về một cú phản ứng lực đẩy mạnh mẽ đó, nhưng mà để so sánh là cái nỗ lực đàn áp lại lực đẩy tăng thì rõ ràng phản phản ứng giá là giảm giá là yếu ớt. Yếu ớt này. Cái số 3 này. Này, số 3 này. Em thấy bọn em thấy nó yếu không? Này, nếu mà nó có giảm là giảm yếu này. Đúng không? Đâu có lực bán xuống đâu nữa đâu. Là nó xác nhận lần thứ hai này, xác nhận một này. Đây là xác nhận lần một này. Xác nhận lần hai này. Giảm này, giảm yếu ớt này, xác nhận lần ba giảm yếu ớt. Đấy, và chạm đáy này có cái nến nến rất là nhỏ. Bọn em thấy cái nến này không? Cực kỳ nhỏ của cái phe sell. Đấy, rất là yếu ớt.
Rồi ok, nó tăng lên sau đó nó giảm, thì ở đây sẽ có một cái volume cực cao, đây là của phe buy nhá. Đây là của phe buy thì khi đó mình mới xác nhận à. Ok, là nó không giảm được nữa rồi. Bởi vì là sao? Nó đụng phải bọn gọi là cầu ấy. Cầu là tăng ấy, còn cung là bán nhá. Đấy, cái này là bọn kia cung là bọn này mua vào là buy lên mình ở đây này. Đa số một chờ một bộ phận. Có nghĩa là có người bán thì sẽ có người mua ở đây. Người mua nó chờ ở đây. Gọi là buy buy lay mịt ở đây đa số, cho nên là nó không thể giảm được nữa nhá. Đấy, cái thằng kia bán thì tao mua luôn, có thằng bán thì có thằng mua đó. Và cá mập nó chờ ở đây thì nó xác nhận ở đây nhé, ngay từ đây đã xác nhận rồi, cho nên nếu mà vào lệnh ở đây thì nó bị hớ đó. Đa số ổ cực kỳ ta, mình vừa đúng xác nhận mình mua vào nó lại giảm, nhưng mà đây lại không phải là để đặt lật lệnh mà là để xác nhận một cái xuống đảo chiều đấy. Và mình nhìn ở cái vùng nến, ví dụ 1, 2, 3, 4 nến, 1, 2, 3, 4 nến của cái nến đỏ nó rất là yếu ớt. Thì có nghĩa là gì? Với lại nó tạo ra một cái đáy đây. Cái đáy này này. Có thể đây là một cái kênh giá đi ngang. Đấy. Cái đáy này nó cao hơn đáy này rồi. Và không có thể thấp hơn được nữa. Có thể thấp hơn cũng được. Nhưng mà nếu mà có một cái volume đẩy mạnh ở đây. Mà có cái râu nến ở phía dưới này. Phía dưới này này. Nến binh ba. Và cộng một cái thanh volume tiếp. Đấy, ví dụ đây. Đấy, đây là hơi xa đấy, nhưng mà nhiều người không chờ được đến đâu thôi. Anh bảo rồi, nếu mà không chờ được đến đây thì đừng có giao dịch chi. Cái này dùng để xác nhận. Đấy, ai mà lều gồng thì cũng bay luôn cũng được, bởi vì nó cứ đi ngang, sợ bọn em chờ không được ấy. Cắt ba đi rồi. Ngán quá sợ đúng không? Đây, đi lên. Đây là khung khoảng 5 phút hoặc 15 phút cũng ổn. Đó. Các vùng nén giá thường hoạt động như hỗ trợ kháng cự, do đó cú bứt khỏi vùng nén giá là một một điểm vào khả dĩ, có nghĩa là khi mà tạo ra một cái kênh giá, bọn em vẽ đây là một hình chữ nhật, sau đó nó bứt lên này. Đấy, cái này đúng lý thuyết của VPA, nó bứt lên thì nó tăng lên. Đấy, xác nhận trước đó. Và ở đây là có vùng nến, có mấy nến là nhỏ, phe sell rất là yếu ớt, bởi vì cung thằng kia hấp thụ hết, buy lay mịt nó hấp thụ hết. Đây là một cái phương pháp mà nhìn nhé. Đây số 5 hồi nãy anh giải thích rồi. Còn ví dụ hai này, cái ví dụ này mới phê này, cái này mới khó này. Còn cái trên ấy thì nó dễ nhá. Cái trên thì là trong một cái xuống giảm để mà đảo chiều thì mình nhớ nhìn xác nhận và xem những cái vùng nến, có mấy nến phe sell rất là yếu ớt và đóng nến ở phía trên đúng không? Đấy, và có một cái thanh volume ở đây cực lớn, đó là phe buy, mà nếu mà có râu nến ở dưới thì càng tốt. Nó xác nhận từ đây, nhưng cái này mới khó này, cái phần thứ hai này này, volume bất thường trong một kênh giá. Bây giờ ví dụ như cái khoảng giá này là đôi khi là nó chỉ tăng tạm thời tại một cái thời điểm nào đó thôi, chứ đừng có tấp tay ngay cái chỗ đoạn gap là chết. Bởi vì nó cá mập bây giờ nó chơi chiêu, nó đánh lừa cái chỗ gap, nó chơi chiêu, nó đánh lừa cho bọn kia là vào vào bài nhờ cái gap này tấp tay, cho nên đừng có tin. Bây giờ thị trường càng ngày càng khó, càng ngày càng lừa đảo nhau đúng không? Cho nên là nhiều mình cứ nhìn gap ấy, mình nhiều thằng tấp tay nó đâu có tăng được nữa đâu, này đỉnh này gap ở đây mà tấp tay là chết rồi này, tất tay. Cho nên gáp phải để ý nhé, đừng có tin gáp lắm nữa, chẳng thà trong một cái xu hướng nó bắt đầu tăng, nó chuẩn bị có đáy cho nó đoạn gáp thì may ra nó còn bật lên với volume bực mạnh thì cái đoạn gáp nó có giá trị. Nhưng mà nó đã tăng lên rồi mà volume cũng không có tăng lên đột biến thì cái đoạn gáp này cũng không có giá trị. Các lệnh gáp này tăng cho thấy volume cực lớn, nhiều khả năng là phe mua đã sử dụng đá đụng phải một bức tường toàn lệnh sell lại mịt, có nghĩa là đoạn gap mà lại tại sao lại có một cái volume rất là tăng. Nhưng mà đây là nó trước đó cá mập nó chờ đây rồi, bọn mày cứ bán, bọn mày cứ cứ mua vào đây là tao canh ra tao bán ở đây, tao bán chốt lời ở đây rồi. Cho nên là cá mập hoặc là đám đông hoặc là một bộ phận nhà giao dịch nó sẽ đặt sell lại mịt ở đây, cho nên nó không thể tăng được nữa, cứ đến đây là nó bán đi, giá lên đây là tao bán, mà bán người bán nhiều thì là giá nó giảm thôi. Ngay sau volume tăng đột biến này là một cú rơi kéo dài 2 tuần, kéo dài sau đó nó tạo ra nó đi ngang này bọn em, nó không có xuống liền đâu, nó chơi cái bài gọi là cho ra đảo này, nó đi ngang này. Đấy, nó không có tăng liền đâu này, tiếp tục này. Tuy nhiên thị trường không có nhận sự thay đổi, không xác nhận sự tăng tăng trưởng, bởi vì này volume đâu có đột biến đâu này. Đấy. Còn cái nến này này, cái nến này này, cái này nó vẫn thấp hơn cái này, cho nên ở đây cũng chả có đột biến ở đây cả, bởi vì nó thấp hơn. Mới là nhìn cái nến này là nến đỏ chứ không phải là nến xanh. Đấy, cho nên là với là cái đáy, cái đỉnh này này nó không có thể cao hơn được.
Ở đây anh đang nói lý thuyết trước, lát nữa anh sẽ vô nhìn thẳng cái hình để nhìn năm bút với lại luôn, nhưng mà trước hết anh phải nói cái này trước cho bọn em chứ không có nói thẳng cho cái kia được. Thanh volume tăng biến trong kênh giá cho thấy khả năng xuất hiện có một lượng cầu nhá. Nhớ này, thanh volume tăng đột biến trong kênh giá. Kênh giá là như thế này, hình chữ nhật này bọn em. Có một cái thanh volume này này, này nhìn này. Là có một lượng, tức là nó đang đi ngang ấy, tự nhiên là có một cái thanh bự chà bá, hiểu không? Thì cái thanh volume tăng đột biến này là cho cái khả năng là xuất hiện trở lại một cái lượng cầu. Đấy, một lượng cầu nhưng không đủ. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái lượng sell like mịt ở đây, nó nằm vùng ở đây rất là nhiều rồi. Nó chờ ở đây nhưng mà chưa đủ lực. Đấy, cho nên là có thể là cái thanh này là thanh cuối cùng của phe bài. Yếu ớt, còn một lại một lực để mà cố để mà bứt lên nhưng mà không đủ, bởi vì trước đó là sell like mịt nó nằm ở đây rồi. Ok ha, tiếp tục này. Nhưng thay vì tăng thì thị trường đi vào vùng sideways. Bình thường đáng lẽ nó phải bứt lên nhưng mà nó lại sideways này bạn ơi. Nó sideways. À, sideways, nó sideways tiếp. À, sau đó này là giảm, nó tăng lên sideways đây. Đó. À, rồi à, có thể thị trường bị kẹt trong kênh giá, số 6 là bị kẹt trong kênh giá nhá. Này, bị kẹt trong cái kênh giá này, nó không bứt lên mà cũng không đi xuống được. À, sau nó chạm cái gọi là cái kênh giá này này mà không có bứt lên kênh giá được mà lại đi xuống luôn bạn em ơi. Cho nên ở chỗ này á thì có râu nến ở trên này, mà hôm trước anh nói rồi, có râu nến ở trên là giảm, còn còn râu nến ở dưới ấy là tăng. Đấy, nhớ nhá. Cái này để ý cho bọn em biết rồi đúng không? Đấy, có thể là bị rồi ok ha, do đó bạn nên chờ nhé. Chờ xác nhận rõ ràng một cái đầu thì có thể nó break out đi xuống cái kênh giá này. Đấy, bởi vì nó không thể tăng được nữa, bởi vì là gì? Nó có một cái đám đông chờ giá ở đó để bán, để sell like mịt xuống. Cho nên là cái phe buy trước đó mà đụng vào cái phe này ấy, mà trời sẵn ở đây rồi ấy, giống kiểu là đi quấn nhau ấy, gặp đòn kia nó đông hơn đúng không, nó chặn nó trước rồi, nó biết mình đến đó địa điểm đó, nó úp luôn, nó đến đây là úp, là mình bị dính trưởng. Cho nên là để ý cái chỗ này, cho nên mình nhìn cái sự bất thường ấy đấy, để mà không có bay nữa, hoặc là mình ngồi ngoài. Nếu mà nó đang kênh giá nó đi ngang như thế này này, mà nó đang cạo nó đi ngang chưa break out ấy, nếu mà mình vào lệnh ấy, nhiều người không kiên nhẫn được phải chốt cắt bỏ chờ không được, thì có nghĩa là khi vừa cắt xong thì nó rầm xuống, thì có phải là rất là tiếc không? Cho nên sự kiên nhẫn vẫn là ok, sợ là nhiều người không kiên nhẫn được. Có thể thị trường mang canh giá nhé, volume tăng đột biến, do đó bạn nên chờ xác nhận rõ ràng về sự đảo chiều đi xuống. Cú break out dưới chân giá là sự xác nhận mà chúng ta cần, break out theo cái canh giá này, thì cái này theo lý thuyết thôi. Ok ha, ví dụ 3 này, ví dụ 3 này thì cũng dễ hơn, đó là ví dụ 2 rất là khó. Trung lên, ok. Này bây giờ nhìn này, cái chỗ này là hay gặp cái thằng vàng nhất này. Bọn em thấy cái ba ba thanh giá chồng chéo nhau không? Có râu nến ở dưới này. Thì có nghĩa là nó với là volume tăng này, volume này nó xác nhận ngay từ đây nhé bọn em. Là bắt đầu cá mập nó nhảy vào ở đây rồi. Xác nhận ở đây, nhưng mà đó là xác nhận thôi, chưa có vào lệnh đâu. Xác nhận là một hồi nữa mới đi ra. Nếu mà anh đếm mà hôm trước là 1 phút ấy, là cỡ 25 nến 1 phút. Còn 5 phút là cỡ khoảng 3 nến của 5 phút, khoảng cỡ 15 phút. Đấy. Xác nhận ở đây có râu nến cực dài với là thân gọi là volume cực mạnh, ba thanh nến chồng chéo nhau volume cực lớn, thị trường có thể là chạm phải vùng cầu. Cầu là gặp phải cái bọn mua vào đó bọn em, bọn kia bán thì ví dụ như bọn em bán anh mua vào ấy, anh là cầu ấy, anh đụng phải bọn anh ấy, cho anh bọn em bán đi, anh canh ở đây anh mua vào đây rồi, thậm chí nó đi đi ngang kiểu anh biết chắc chắn là sẽ tăng lên, anh sẽ mua một lượng lớn ở đây rồi nhỉ. Đấy, rồi sau đó anh mua tiếp mua tiếp mua tiếp đấy, chờ đã tăng lên đấy, trong khi bọn em là bán. Mặc dù cho cú gáp giảm này, cú gáp này nó chỉ giảm đến đây thôi, đừng có tất tay ở đây nhé bọn em, cú gáp đến đây thôi, ăn scalping ngắn ở đây. Cú gáp là có một cú gáp khoảng trống thì giảm xuống, nó thị trường vẫn không thể đẩy giá sâu hơn, đáy trước đó được nhiều áp lực bán đã giảm này, nó có râu nến này rất là dài này, bọn em nến pin ba này đúng không, thứ hai nữa là còn nến pin ba rồi, thứ hai nữa là gì, volume tăng đột biến thì xác nhận cá mập nó vào đây rồi, mình hay gọi là cá mập ấy. À, nhưng mà gọi là gì nhỉ, à, đám đông mà hơn là tạm thời là dịch cá mập đi. À, gọi là hay còn gọi là buy buy lên mịt. À, đa số là buy lên mịt ở đây. À, là anh biết là chắc chắn sẽ tăng, cho nên là một đại bộ phận của nhiều người phe buy nó buy lên mịt ở đây rồi, thì ngay ở đây có râu nến và xác nhận ở đây,
anh nào mà muốn chờ để nó giảm xuống này, thường thường ấy nó dậy là sang con vàng này. Nếu mà khi mà xác nhận có một cái râu nến mấy minh ba đây rồi và có volume tăng rồi ấy, thì kiểu gì thằng vàng nó hay lắm, nó cũng giảm xuống dưới cái đáy này rồi nó mới tăng lên bọn em. Đó là một cái điều hiển nhiên, thường thường có thể là 30 phút, hoặc là bọn em nhìn cái đáy của 30 phút là chuẩn nhất. Ví dụ đây là 30 phút đi, đây còn một cái đáy, nhưng mà nó giá rồi khung 5 phút nó có cái nến này đi, à mình biết nó sắp tăng rồi, nhưng nó chưa tăng liền đâu mà nó sẽ giảm xuống thấp hơn cái đáy trước, đó là cái đáy 30 phút hoặc đáy 15 phút, nó thấp hơn hoặc chừng ba giá. Từ đây đến đây là ba giá này. Khi mà mình đã xác nhận được cái điểm mà xác nhận đảo chiều rồi thì khoan vội đặt liền, bởi vì mình sẽ bị hở. À, thế, ủa thực kỳ ta, mình bảo là xác nhận rồi mà sao mình bay mà tự nhiên này nó lại giảm nhỉ? Nhưng mà bọn em nếu mà gọi là chơi lệnh dài hạn này, thì gồng một tí, gồng một tí lỗ một tí, chịu lỗ một tí, có dám chịu lỗ hay không, hay là chờ nó xuống. Mà nhiều người chờ xong thì lại bắt trượt, thà là mình đặt trước đi mình chịu lỗ trước cũng được, hay là mình không dám chịu lỗ thì mình lại bắt trượt. Ok chọn đi. Thường thường là nhiều người là bắt luôn ở đây, nhưng mà nhiều người kiểu là capping mà vốn nhỏ mà thấy nó giảm là hoảng rồi nên cắt lỗ, nhưng mà trong khi bọn em không có biết là nó đang còn tăng nữa, nhưng mà đã cắt lên rồi. Cho nên nếu mà để tránh trường hợp mà nhiều người mà không không có chịu chờ được gọi là cắt sớm ấy, thì nên này để xác nhận và chờ nó giảm xuống thấp hơn cái đáy này khoảng ba giá đấy, ba giá, và chờ nó hồi về hai lần cũng được, hai lần hoặc một lần, đừng 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 có sợ vội bọn em, đừng có sợ tiếc. Áp lực tăng trong 6 nến bọn em nhìn này, à, 6 nến này bọn em nhìn này, thấy không, nến không, đếm này, 1 này, 2 này, 3 4 5 này, 1 này, 2 này, 3 4 5 6 nến, à, là tăng rồi đó, bắt đầu là biết rồi đó. Áp lực tăng trong 6 nến này đục qua cái trend line giảm, đục qua luôn này, có nghĩa là đường trend line này. Thấy không? Đục qua luôn này. Đây là cái đường trend line giảm này của cái phe sell này. Nó đục qua luôn này, 6 nến này là nó xác nhận là bọn buy lại mịt nó rất là nhiều ở đây rồi nhé. À, thậm chí nó có hồi về bọn kia chốt lời bán, nhưng mà nó vẫn là trên tặng đảo chiều, nó xác nhận một cú đảo chiều xu hướng. Cái này thằng Hà Vàng hay gặp nhất, anh đảm bảo luôn, thằng Vàng hay gặp cái trường hợp mà thứ ba này, ví dụ thứ ba này với là ví dụ của cái ví dụ thứ hai này, là ví dụ một và ví dụ ba, còn ví dụ hai thì hơi khó, bởi vì mình không biết là khi nào nó giảm cả, mà chơi cái này nó hơi phê một tí. Đấy, cho nên là canh được hai cái ví dụ một và ví dụ ba, mà ví dụ ba này này là ok nhất, có gặp mấy cái nến này là xác nhận này, và nó sẽ vàng nó sẽ giảm xuống thấp hơn cái đáy này, đừng có vào liền nó bị dính trưởng, bởi vì bọn em sẽ bị lỗ ba giá, có thể là ba giá nó mới tăng lên. Đấy, thường thường là nhiều người thì bị hớ ở chỗ này, cho nên là anh muốn hôm nay là anh phải bổ sung thêm một cái chỗ này, bởi vì cái thị trường mà khi mà nhìn đấy thì mình không thể nhìn được cái run rồi, bởi vì cái thị trường này nó lười, tuần này rất là lừa, cá mập đi săn rất là nhiều, cho nên mình áp dụng Kijun lại không hợp. Đấy. Kijun là trong trường hợp là thị trường không có sự can thiệp nhiều của cá mập đi săn nhiều, cứ buy sell bình thường, hai hai phe đều đều nhau thì Kijun nó xác nhận ok. Nhưng ở đây mình sẽ, nếu mà thị trường biến động mạnh mà để mà biết cá mập mà tránh nhé, thì mình phải nhìn đến ping ba và cái thanh volume. Đấy. Và giữa so sánh giữa khối lượng giá gọi là khối lượng giao dịch và sự chênh lệch giá, đó là VSA đấy. Lát nữa anh sẽ nói luôn cái chỗ này, chắc là phải nói hai lần rồi bọn em ơi, chưa đủ rồi đó. Đó là một cái thứ nhất nhá. À, anh em có ý kiến gì không? Cái phần thứ nhất thì anh đã nói xong. À, cái này thì cái thằng thứ ví thứ ba này này là hay gặp, thường thường là đa số là anh em không có biết nên vào chỗ nào thì hãy hãy xác nhận là chờ, chờ là biết nó sắp đảo chiều rồi đó, bọn phe phe bay bắt đầu nhập cuộc ấy, thì hãy chờ cho nó giá nó giảm xuống thấp hơn cái đáy này khoảng ba giá, khoảng ba giá đấy, và chờ nó hồi, nó tăng lên rồi nó hồi về, kiểu gì nó cũng hồi ra, nó không có tăng lên được đâu, và bọn em sẽ có thể bay lên, một là bay lên đây, hai là bay đây, hai là ba đây đấy. Ok ha, khi này thì không cần nhìn volume nữa mà nhìn volume trước đó để xác nhận, thường thường là không 5 phút nha. Chỗ này 5 phút. Ok. Còn nếu mà ai mà muốn nhanh nữa thì nhìn 1 phút. Ok không? Ừ. Rồi cái file này thì anh đã xong nhá. Ở đây anh có một cái file nữa, đó là cái file này cũng rất là hay. Anh cũng dạy luôn, đây này là thường thường là anh nói lý thuyết qua cái xác nhận đấy, nến đấy.
Bởi vì anh phải nói lại cho nhiều người nhìn thế này chủ quan. Ví dụ như thế này này, volume lớn ở đây này, từ đây đây là lớn này. Còn volume nằm ở dưới như thế này này. Ví dụ đây là một cái đường trung bình nhá. Nằm ở volume thấp này mà một thân nến tròn đầy mà thải gặp, nếu mà đúng xác nhận đúng của nó ấy, nó không có sự bất thường ấy, phải là volume lớn. Chứ không thể là cái thân nến bự chà bá như này. Đấy, thân này rất là to nhá, không phải râu nhá, không phải chân râu, thì volume phải cực lớn, còn nếu mà nhỏ thì nó lại bất thường rồi. Cho nên ở đây rất đơn giản là nếu hành động giả được xác nhận bằng một cái tương quan đồng thuận volume thì cái này là điều bình thường nhé. Nhưng ở đây mình đang tìm cái chỗ bất thường chứ mình không phải tìm cái chỗ gọi là cái chỗ bình thường, mình chỗ bất thường để mình thoát lệnh và để mình không bị hở và để mình biết là gì chốt lời ở đâu và mình biết ở chỗ là mình ngồi ngoài hay có vào hay không. Rồi cái này thì nó xác nhận này. Ví dụ này, một cái cây nến thân ngắn, volume thấp thì đúng rồi. Này đúng quá rồi. Cái này tính xác nhận của volume nhá. Đây anh chỉ nói sơ qua thôi. Đây, một cái chuỗi tăng thì volume nó phải tăng cơ thì nó mới đúng. Còn cái chuỗi giảm thì volume phải tăng thì nó mới giảm thực sự, nó mới đúng. Không có sự bất thường ở đây cả. Đó. Mình cứ thằng nào buy thì cứ buy bình thường đi. Thằng nào sell thì cứ sell đi. Đúng không? Anh nào sell thì cứ sell được vì nó đâu có bất thường đâu. Mà thoát. Đó, ok ha, tiếp tục này, bất thường này. Một cây nến thân lớn nhưng mà volume cực nhỏ. Ai, có nghĩa là trong hình minh họa ta thấy này, thị trường cây nến thân lớn tuy nhiên volume lại nằm dưới mức trung bình. Đấy, cho thấy sự bất thường trong cái cú tăng giá. Cái này mình phải đặt câu hỏi, ủa tại sao lại trong một cái xu tăng hoặc là nến tăng như vậy mà volume thấp như thế? Này, bọn kia lừa đảo rồi, mình lừa gì rồi, thôi, không bài đây. Hoặc là thoát thôi, thoát nhanh đi. Bởi vì thấy nó thấp rồi, nó sắp giảm rồi. Cho nên ai anh nào mà nhìn vô cái này á là biết thoát lệnh à, thôi thoát đi, cái chen này là không ăn thua rồi, nhiêu đây đủ rồi, hoặc chốt lời cắt không bài nữa. À, có nghĩa là cái chỗ này có nghĩa là nỗ lực nhỏ, nỗ lực nhỏ nhưng mà kết quả lại lớn. Nỗ lực có nghĩa là volume nha bọn em, khối lượng, còn cái thành quả thì là giá và nến. Đấy, điều này có nghĩa là chính là sự bất thường. Ở đây này, một cây nến thân ngắn nhưng mà là tự nhiên này volume bự lại bất thường. Bởi vì sao? Cái chỗ này là cực kỳ hay này bọn em này, nhìn này nhé. Trong trường hợp này này đây có thể là một tín hiệu tốt hơn mức bình thường khi mà chúng ta có thấy sự đột phá về khối lượng. Nếu mà nằm ở dưới đáy nhá, mà có đáy nhá, trong một cái xu hướng giảm mà gặp ở cái nến này mà sau đó có khối lượng tăng thì nó sắp tăng lên rồi đó bọn em. Trong một cái xu hướng giảm mà gặp phải cái nến này có nghĩa là nó không giảm được nữa, sau đó nó gặp một cái volume lớn thì là phe bài tiếp cận, phe bài 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 limit nó tiếp cận thì nó sắp đảo chiều tăng đấy bọn em nhìn nha. Tuy nhiên đây là trường hợp mà giá đang nằm ở trong vùng đáy của xu hướng giảm. Nếu mà hành động này xuất hiện trong xu hướng tăng thì chúng ta sẽ phải cẩn thận về sự đảo chiều, có nghĩa là trong một cái xu hướng giảm rồi sau đó nó sắp tăng lên rồi thì mình phải cẩn thận là thoát đi, thoát về thoát sell đi, đừng sell nữa, và nó sắp tăng lên rồi đấy bởi vì volume nó cực lớn, phe buy bắt đầu tiếp cận rồi đấy. Ừ, cho nên chúng ta sẽ phải cẩn thận vì sự đảo chiều hành động giá. Volume này được gọi là hành động với nỗ lực lớn, nỗ lực lớn là có nghĩa là volume ấy. À, nhưng mà kết quả là nhỏ. Một nỗ lực được đẩy giá lên nhưng mà giá không tăng nhiều ắt sẽ phải là hẳn là có nghĩa là ở đây này, ở đây cái chỗ này, anh xin lỗi, ở đây anh đọc cái chỗ này này, đây có thể là một cái dấu hiệu của sự gom hàng nhé. Trong trường hợp này đây có thể là một cái tín hiệu tốt mức bình thường khi mà chúng ta thấy cái sự đột phá về khối lượng ấy, có sự chú ý đến đầu tư từ các nhà đầu tư nhưng mà giá không tăng nhiều, đây có thể là gom hàng trước, gom hàng trước của cá mập. Bởi vì cá mập nó không cho tăng liền đâu, nếu mà cho tăng liền nến như thế này á thì đám đông nó thấy bà nó tranh nhau nó vô nó mua thì sao, nó bằng cách là giấu đi thì volume nó nhỏ đi, volume quên cái nến nó nhỏ nhưng mà bọn kia nó không nghĩ ra, nhiều người mà không nghĩ ra là cứ nghĩ nó nhưng mà cá mập nó gom trước rồi. Này này, đây có thể là một cái dấu hiệu của gom hàng của tay cái tay to, rõ ràng sự bất thường của volume cho thấy là có nhiều sự thú vị này so với xác nhận trong khối lượng giao dịch. Có nghĩa tại sao lại nến nhỏ giá thấp mà lại volume cực cao, thì mình phải đặt ra câu hỏi. À, bọn kia chắc đang gom ở chỗ này, nếu mà gặp ở cái vùng mà trong một cái xuống giảm mà gặp cái đáy này volume tăng thì nó cá mập gom hàng. Bọn em nhớ cái đó nhé. Một cái chuỗi nến tăng
Còn 1 phút nữa, ok, 1 phút nữa bọn em out để lát vô lại nhé. Trong một cái xuống tăng nhưng mà lại gì? Tuy nhiên volume này giao dịch là đang đang giảm, thì cái trend này là nó sắp là nó đảo chiều rồi, nó báo hiệu thôi nhé. Có ai mà muốn buy ấy, buy xong rồi chốt lời đi như thế này. Đấy. Trong một cái xuống giảm mà lại nếm giảm thì nó vẫn còn giảm, bởi vì chả có ai quan tâm nữa, đúng không? Đấy. Cái này là vừa, nếu mà volume càng lớn ấy thì nó vẫn giảm, còn volume mà giảm thì nó vẫn là giảm. Đấy. Nhưng trong một cái lực giảm mà volume càng tăng dần ấy thì là phải sell bán tháo. Còn như thế này ấy thì có thể nó sắp đảo chiều tăng lên, nó sắp đảo chiều tăng lên rồi. Ok ha, nếu mà cảm thấy mà cái nến này gạo thì thân nến xanh ấy như hồi nãy ấy, gọi là fair buy bắt đầu tiếp tiếp nhận ấy. Ở đây là cách cái này để lát nữa anh sẽ nói sau cái phần này, bởi vì ta còn có 1 phút nữa anh sẽ nói cái chỗ mà dấu hiệu giảm giá là gì và dấu hiệu tăng giá. Rồi ok, bọn em out ra 1 chút xíu nữa thì bọn em vô lại anh nói nốt luôn đấy nhé. Có 1 lần này nữa thôi là anh xong rồi, bọn em out đi rồi lát ta vô lại.